Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn cách upload video lên YouTube theo cái mới mà tôi vừa mới phát hiện ra và là làm cái video SEO rất tốt. Nói với các bạn là upload video lên YouTube thì gần như ai cũng biết làm, nhưng làm sao để upload video lên theo cái tốt nhất thì cũng không phải nhiều người biết tới đâu. Vì vậy trong cái video này mình sẽ giúp các bạn hiểu một quy trình upload video lên YouTube như thế nào là chuẩn SEO. Đây là những cái kinh nghiệm bản thân rút ra cũng vài ngày đây thôi, thấy một cái kinh nghiệm mới. Bây giờ nói các bạn, để upload video lên chúng ta cần có một video, đó là cái điều chắc chắn. Các bạn khoan nhé, các bạn khoan đã up video lên. Ví dụ như là có một cái video nào đó, các bạn khoan khoan hẳn up video lên. Video đây, video đây, làm một cái video thế này thì bạn chưa cần up lên vội, ta phải tiến hành SEO video trước khi up lên video lên. Cái mục đích của SEO ngay từ khi chưa up video lên là để cho YouTube, Google hiểu được video chúng ta đang muốn SEO về vấn đề gì. Như các bạn đã biết đấy, Google hay là YouTube nó dùng thuật toán, người ta dùng thuật toán để xếp hạng các bài viết của video. Nếu chúng ta để tên là những ký tự lộn xộn khi upload video lên thì các bạn thua hẳn đối thủ rồi. Chúng ta nên không để những ký tự lộn xộn. Có những bạn để cái ký tự, ví dụ như là một số bạn để cái tiêu đề, cái tiêu đề là đi hôm nay gạch một cái, đi câu gạch một cái, cá câu cá gạch một cái, rồi là và cái kết gạch một cái chấm chấm, thì cái đó là không được đề xuất đâu. Cái đó là người ta không hiểu được cái vấn đề là một câu cú nào cả. Cái câu các bạn cứ đánh dấu phẩy là được, sau đó đánh dấu phẩy bình thường, các thứ là bình thường, không nên là không 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 để YouTube và Google xếp, người ta xếp hạng cái video của bạn. Đó là cái phần khá quan trọng trong SEO video. Thì trong cái SEO video thì các bạn SEO ngay từ đầu làm video. Đây, SEO ngay từ đầu là trong video bấm thì trong điện thoại thì các bạn cũng bấm như thế thôi. Trong video mà vẫn bấm property. Đấy, từ khóa mở rộng làm sao mà SEO cho nó. Đấy. Đây nhá. Thì các bạn bấm vào property, vẫn bấm vào để tắt, nếu trong máy tính điện thoại thì nó cũng có đấy. Trong phần tít, đây là cái phần mà tiêu đề đấy. Đây, ví dụ như tôi đánh là liên khúc quan họ, liên khúc quan họ họ nghe nghe là thích, nghe âm ê rất êm ái chẳng hạn. Đấy, đánh thêm cũng được, làm sao đủ trăm, gần trăm từ, trăm ký tự thì các bạn đánh khoảng 70-80 ký tự thôi, còn cái rất tinh có 5 sao. Thẻ tang này thì các bạn điền thẻ tang này theo dấu phẩy,
Ví dụ như là chúng ta theo cái liên khúc này, liên khúc phẩy này, khúc đánh một chữ Việt này, xong rồi là bắt đầu liên khúc chữ không có dấu này, phẩy này, rồi là liên khúc quan họ này. Họ này nghe là lại cái chữ không dấu nhá, liên khúc, vì có những người người ta tìm kiếm theo không dấu, liên khúc quan họ, rồi là nghe rất êm ái, nghe này, nghe êm ái này. Vậy là giờ lại tiếng tiếng không dấu, nghe êm ái, rồi là nghe, rồi là êm ái, rồi là quan họ, rồi quan họ không, họ không, họ không giấu đấy. Thế thôi. Còn bạn thích comment này thì là sau comment cũng được. Sau khi up lên comment cũng được. Vậy các cái phần đây thì cũng cần. Đấy, liên khúc quan họ. Dạ, âm ly. Name này. Âm ly. Và ok. Đấy. Sau khi up lên, sau khi sell được cái từ video, từ bắt đầu làm sell thì là sell như thế này. Sau bạn các bạn tải lên. Bạn tải lên thì tải lên ai cũng biết. Tải lên thì thì ai cũng biết rồi. Tiếp theo là mô tả video thì tầm khoảng giới hạn trong 5.000 ký tự và một mở rộng đây này, ví dụ như là tôi up một cái video này, chỉnh sửa tôi vào cái này tôi biết này. Đây. Thì trong cái phần ở đây bạn có thể để đặt cái gì cũng được, địa chỉ hoặc là nói về cụ ông của bà, nhưng cái video này tôi làm là đã nói trên đây hết rồi, không cần phải thêm cái gì đây nữa. Đây là đây này. Xong là các bạn thể hình thu nhỏ, thu nhỏ thì bạn có thể tìm một cái ảnh nào đó là phải là hoặc làm bằng Photoshop, cái là bạn nào có điện thoại thì làm một cái ảnh viết vài chữ vào. Đây thì làm chưa chưa đấy, mới chưa làm chữ thu nhỏ gì, vì cái này đang hợp lý. Thì hình thu nhỏ này rồi màn hình kết thúc đây, thẻ tang này, thì thẻ tang này đây, cái này là 25 22,5 điểm, 5 10 này, tìm kiếm lượng tìm kiếm rất ít, chọn những từ khóa, từ khóa có thể là một số từ khóa để sẵn này, nhưng mà cái này trong cái phần mềm VIQ này thì các bạn làm cái phần đó, sau rồi các bạn làm mà mình kết thúc. Kết thúc thì bạn có thể là làm thêm yếu tố này, chọn một video này chẳng hạn, tôi chọn cái này chẳng hạn, thì kết thúc tạo chọn thêm một video nào nó hợp lý với cái video này, ví dụ chọn một cái video nào thấy hợp lý là TikTok được 4 cái video bạn nhé.
bốn cái này. Cái này thì nhiều người biết rồi. Đó. Đấy. Rồi thẻ đề xuất. Sau cái đó bạn lưu vào nhé, lưu cái thẻ. Thẻ thì cứ mỗi thẻ thì nó phát ngay, phát thì bạn có từng khung này, đây bạn khung bạn để đoạn này một thẻ này, bạn để đó một thẻ này, thêm thẻ này, tạo tạo một cái thẻ của đề xuất cho một cái video nào đó. Đấy, đến đây là bạn lại lại đề xuất một cái thẻ, cũng không để dày quá nha. Đây, bạn có thể không không nên để dày quá, dày quá người ta khó chịu. Đó, đây thì là vào đoạn cuối rồi. Thì cách thức up một cái video để cho nó hoàn chỉnh là như thế. Thông tin, sau đó là bạn trở về bình thường. Còn nếu các bạn mà dùng điện thoại nhé, các bạn đăng nhập vào trang web, các bạn đăng nhập vào trang web bình thường. Nếu dùng điện thoại thì các bạn đăng nhập như YouTube, xong chọn chế độ decode. Độ decode nữa, không phải là chế độ điện thoại đâu nha. Đấy, các bạn chọn đó thì các bạn cũng làm như cái phần tôi vừa hướng dẫn. Cái quan trọng hôm nay là cái phần là sell sell video trước khi tải lên nhé. Sell video trước khi tải lên. Vào điện thoại thì cũng có phần property đấy, chọn đấy. Bạn vào file file đây này. Nếu các bạn dùng điện thoại thì chọn vào file manager, chọn video và cũng chọn chọn và tia đấy, chọn vào tia thì cũng cũng y hệt sau đó rồi sell cho video trước khi tải lên. Cái video này tôi chỉ nói một phần phần thế thôi. Giờ cái phần các bạn lưu ý nhé, cái thẻ tang này phải liên quan đến cái tiêu đề, chứ đừng có lan nhan. Các bạn cứ thấy cái đừng có đụng đến những cái thẻ tang tranh chấp cũng hay bị spam lắm. Thẻ tang các bạn đúng chủ đề, nếu các bạn mà lấy cái tiêu đề giống hơi giống người khác á, phải thay đổi đi tí, thay đổi đi tí chứ cũng không nên giống hoàn toàn, giống hoàn toàn là bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng, là hay bị spam lắm, là có cái thẻ tang hay bị tranh chấp, là có cái phần phần của cái này này
Đây này, những từ khóa gây tranh cãi này. Đây này, nếu các bạn mua phần mềm này thì các bạn mua cái phần mềm này thì các bạn tháng mấy chục đô á, một kênh là mấy chục đô á, một tháng thì là sẽ nâng cấp được, để nâng cấp được cái từ khóa cái pro, bản pro này. Cái này tôi đang dùng bản miễn phí, chỉ xem được thôi, chỉ xem được cái này thôi. Đấy, cái thẻ tang là như thế. Các bạn nếu dùng điện thoại, nếu dùng dùng điện thoại thì cài YouTube Studio. À, bạn cài cái phần mềm đó sau đó bấm sửa chữa nhé. Sau đó là bấm vào sửa chữa. Sửa chữa. Thì trong đó cũng có thì trong đó cũng có phần tạo thẻ tang. Đấy, thì trong điện thoại thì bác cài cái studio, các bạn tìm hiểu trong đấy nhá, rất dễ thôi, tiếng Việt cũng không có gì là khó. Thì là các bạn cũng có cái phần tạo thẻ tang, rồi là tạo tiêu đề, rồi sửa chữa cái một cái video tải lên này, bạn sửa hết. Ví dụ như các có video nào thì cứ sửa hết đi. Còn một số bạn là thắc mắc về cái việc là đây, kênh của tôi này, bạn phải sell cái kênh này lên thì người ta tìm kiếm, là rất dễ này. Sell cái kênh của bạn lên, kênh nào tôi cũng có cái này cả. Đây, bấm vào đây này, đây ra hết tất cả các cái video của mình này. Mà tìm kiếm nó, khi mà tìm kiếm này, ví dụ như tôi tìm kiếm này Hoàng Ngân chẳng hạn, Hoàng Ngân này. Đấy, lên ngay. Và trong các cái đây là các cái video này. Đấy. Còn 8 mục nữa này. Đấy, còn 8 mục nữa này. Tất cả này. Trong một số cái tôi chưa, tất cả nó hiện lên đây là lên cái từ khóa. Từ khóa thì làm thế nào? Từ khóa thì các bạn vào đánh răng đây. À, cái studio thử nghiệm này. Bấm vào cái phiên bản cũ cho nó dễ, phiên bản cũ thì bạn vào kênh, mặc định cho thương hiệu tải lên. À, quên, kênh nâng cao này. Đấy, đến đây giờ các bạn là người dùng điện thoại nha, các bạn cũng vào, hãy tôi hướng dẫn đấy, thì là cũng vào chế độ Descode, rồi các bạn cũng vào đây nhé. Quốc gia thì Việt Nam rồi. Đấy, tôi đặt các từ khóa cứ cách một cái dấu thăng, cứ Hoa Ngân hoặc là có Ngân liền hoặc có Ngân cách chẳng hạn. Đấy, cách đánh chữ gì thì bây giờ cũng ra hết. Đấy, SEO từ khóa về kênh nha, kênh các bạn là sẽ lên top đầu đấy, tìm người khác tìm kiếm thì nó dễ. Đấy, còn có cái kênh, một số bạn là tắt cái hiển thị số người đăng ký này, không tiện cho người ta, không thoải mái đâu, người ta đi đến kênh của bạn mà cứ tắt cái chỗ này thì các bạn không sợ nhiều view trong đó, không sợ nhiều người xúc trong đó, các bạn không nên tắt cái này đi, người ta không thích lắm, cảm giác của tôi không thích lắm. Đây, cho kênh tôi xuất hiện trong các đề xuất của kênh khác này. Đây, các bạn bấm lưu này. Đó, các bạn vào điện thoại rồi các bạn vào y như thế này nhé, vào nâng cao này. Đó là SEO về từ khóa về kênh, dấu thăng. Nơi video nào tôi cũng có là cái từ khóa đấy.
Hôm nay tôi làm hướng nói một kinh nghiệm, cái quan trọng nhất là cái SEO video trước khi đăng lên, upload lên YouTube. Thì video đến đây là cũng tạm dừng, còn một số vấn đề tôi sẽ nói trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn mà thấy hay cho đăng ký kênh, subscribe, like, ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn các bạn.